Đây là hội nghị Questra Leadership lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại châu Á với sự tham dự của 900 đối tác toàn Việt Nam. Chúng tôi có một cái nhìn tổng quan hơn và có một cái niềm tin về tập đoàn hơn và cho chúng tôi thêm sức mạnh để cùng thành công với Questra. Chúng tôi có mặt trong cái sự kiện Questra, tất cả mọi người có cơ hội gặp gỡ Questra và được nghe những chiến lược phát triển. Chúng tôi rất là có niềm tin và chúng tôi đầy năng lượng. Thank you for to be here in this academy, first academy in Vietnam. Và đây là một cơ hội rất tốt. Trong 7-8 tháng vừa qua tại Việt Nam đã thay đổi tình hình tài chính của rất nhiều người Việt Nam và trong tương lai sẽ còn nhiều người nữa sẽ tham gia làm nhà đầu tư của tập đoàn Questra để có thể thay đổi tình hình tài chính của bản thân và gia đình. Từ khi tôi tham gia Questra thì tôi đã thay đổi tình hình của tôi và rất nhiều người trong gia đình tôi cũng như các bạn bè. Go, go Questra! Go, go Questra! Và tôi hy vọng rằng sau cuộc hội nghị này thì tinh thần cũng như niềm tin của nhà đầu tư vào công ty sẽ to lớn hơn và Questra sẽ được nhiều nhà đầu tư chiếu cố và phát triển mạnh ở Việt Nam trong thời gian tới.